người đứng thẳng và phần tranh tài của những thành viên đặc biệt. Đội đầu tiên là Heo Quay Cụ Nhi. Ai sẽ bị đe bẹp, ai sẽ là người đứng thẳng? Không biết kết quả như thế nào nhưng mà đầy tự tin. Lật tỷ Phạm Văn Bắc vs số 1 Bắc. Hồi lòng bao đắng cay. Diễn viên Long Hồ trẻ tóc mái như thế nào? Hay rồi. Mà nhắm mắt nghe thầy muốn chết phiêu theo ca sĩ. Người đứng thẳng phát sóng vào lúc 19:15 phút thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 trên VTV9.